Xin chào mọi người đến với kênh tông màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nhau tô trên chữ khủng long này nha. Cái chữ đầu nhé, mình sẽ dùng màu xanh dương để tô cái chữ khủng long này chưa. Cho nó xanh đậm để viền các chi tiết đi. Xong màu hồng để tô hình trái tim này.
Bây giờ mình đã tô xong bức tranh này dành nhau mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.